Thật ra thì khi mà ngày 8 tháng 9 năm 2016 tổ chức cái chương trình NFP 1.0 kỷ niệm sinh nhật một năm của NFP thì thật sự chương trình đó rất là xúc động, và mọi người đều có cảm nhận rằng NFP làm khá chuyên nghiệp. Tôi cũng hân hạnh đóng góp một phần trong cái việc mà thành lập setup cái chương trình đó, và trong cái niềm hân hoan dạo dực cũng như gọi là cái cơn hưng phấn sau cái chương trình đó, thì ngay buổi đêm đó, đêm 8 tháng 9 năm 2016, tôi đã có ý tưởng về việc là kịch bản của chương trình 2.0. thì tại thời điểm đó ấy, thì tôi gửi một cái thư, vẫn nhớ là tôi gửi thư cho anh em từ ban lãnh đạo cho đến các anh em admin cũng như marketing với tiêu đề là điên cùng NFP 2.0. bởi vì là khi mà tôi đưa ra ý tưởng, tôi nghĩ ra ý tưởng đó thì thật sự là nó có thể coi là điên rồ với trình độ kỹ thuật quay phim, dựng phim hay là việc viết kịch bản với cái sức gọi là cực kỳ nghiệp dư của anh em NFP. Nhân vật ở đây thì đều là các anh chị em nhân viên trong công ty. Mà anh chị em trong công ty thì họ không phải là các diễn viên chuyên nghiệp, hay là họ cũng chưa từng diễn xuất bao giờ. Nên là mình rất là lo nghĩ là không biết là cả khi mà viết kịch bản xong thì mọi người có diễn được hay không, hoặc là nếu có diễn thì là nó có tự nhiên như là một bộ phim hay không, hay là chỉ là những cái việc là nói lại những cái lời thoại một cách nó vô hồn. Thế nhưng mà mình rất là lo. Thực ra lúc đấy là gần đến ngày tôi ép quá, là tôi nghĩ được về cái gì thì biết cái đấy. Ngoài ra thì trang thiết bị của mỗi cái máy ảnh, một cái iPhone và cái máy tính, như thế chúng tôi làm dựng lên một phim này. Tôi cứ quay thôi, đến đâu sửa đấy, chả biết gì nào. Thì máy không đáp ứng được thì bây giờ mình lại xử lý bằng kỹ thuật phần mềm máy tính thôi, không hỏi dân. Hôm nay không? Cái ghế đi. Đây là những chuyện có thật của NFP. Mặc dù là kịch bản, có kịch bản, nhưng đó là kịch bản viết lại những cái gì đã xảy ra đối với NFP. Vì sao mà chúng tôi sử dụng cái tên NFP chuyện chưa kể? Bởi vì có những cái góc khuất, có những cái thời điểm chúng tôi chia sẻ ở đây là những thời điểm mà tại thời điểm đó chúng tôi không thể nói với cả anh em, cũng chưa bao giờ công khai ra bên ngoài, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí toàn quân, ảnh hưởng đến tinh thần kinh doanh, hay đơn giản nó chỉ là một cái bí mật trong chiến lược của công ty. Khi mà quay thì từng phần một cứ ghép vào, xong là cũng sắp đến đích rồi. Quay và chúng ta cũng sẽ được nhìn lại chặng đường 2 năm NFP, chúng ta đã trải qua những gì để có được ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Nôn nhá, cả nhà cố chịu đựng thêm một tí nữa nhá. Sắp xong rồi. Thôi ngồi ngồi nào, có đứa nào đánh giấm thì đánh nốt đi nào.